năm tháng tư lòng dân đang chờ đón thay từ tận đất đã đàn sân. Niềm hân hoan mừng vui hương từ bi đến cho muôn người. Loài chim muôn hót vang ngàn hoa hương cỏ lan thơm ngát khắp chốn trần gian. Bình minh đang hừng sáng trời trôi nhạc ta vang thế tôn xuống trần gian. Thần ta thì là về vườn hoa lâm tỳ ni bà hoàng hậu ma gia giao quân. Bồng nhiên hoa vô ưu ngàn năm nở chỉ có một lần. Bà giang tay hãy lấy đàn sân ngay thái tử đất nước hôm nay đang mừng vui. Chào đón anh hào quang bày đoá sen nâng niu từng bước chân của ngài. Tay phải chỉ thiên hương, tay trái bàn vương đang chờ đón thay từ tất đất đa về cung. Ngài tiên A Tử Đa nhìn dương tôn thái tử đoàn rằng nếu chuyện luân thần vương thái tử sẽ làm vua dân chúng khỏi lầm than. Còn xuất gia thần phật ngài là đông trần giác giải thoát cho muôn loài. Thì là về vườn hoa lâm tỳ ni bà hoàng hậu ma gia giao quân. Bồng nhiên hoa vô ưu ngàn năm nở chỉ có một lần. Bà giang tay hãy lấy đàn sân ngay thái tử đất nước hôm nay đang mừng vui. Chào đón anh hào quang bày đoá sen nâng niu từng bước chân của ngài. Tay phải ngài tiên A Tử Đa nhìn tương tốn thái tử đoàn rằng nếu chuyện luân thần vương thái tử sẽ làm vua dân chúng khỏi lầm than. Còn xuất gia thần phật ngài là đấng chân giác giải thoát cho muôn loài. Còn xuất gia thần phật ngài là đấng chân giác giải thoát cho muôn loài.